Vigor TV xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị mỗi ngày được an lành và hạnh phúc. Xin gửi đến quý vị một tin tức nóng tại Việt Nam, đó là người phụ nữ lấy hết phần quà từ thiện ở Hà Nội. Một người phụ nữ sau khi không thấy ai đã dùng túi ni lông gom toàn bộ phần quà tại một điểm phát quà từ thiện ở Hà Nội hôm ngày 12 tháng 4 rồi bỏ đi. Phẫn nộ, người phụ nữ cầm túi ni lông vơ vét hết phần quà từ thiện đem đi. Hình ảnh người phụ nữ cầm túi ni lông vơ vét hết phần quà từ thiện đem đi khiến nhiều người phẫn nộ. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ cầm túi ni lông đến điểm từ thiện, vơ vét hết những phần quà từ thiện đem đi. Đoạn video clip được cho là ghi tại điểm phát quà từ thiện dành cho người khó khăn trên phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo thông tin đăng tải, chủ nhà không mở cửa hàng nên để đồ từ thiện trên bàn cho người cần tự đến lấy. Tuy nhiên, khi xem lại camera, chủ nhà phát hiện một người đàn ông không đeo khẩu trang thản nhiên đến lấy 3-4 phần quà từ thiện đem đi. Một người phụ nữ khác đến sau cầm túi ni lông, một túi ni lông to, vơ vét hết phần quà từ thiện còn lại trên bàn đem đi. Sau khi hình ảnh trên được đăng tải, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự bức xúc và lên án về hành vi tham lam của người phụ nữ. Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng cách làm từ thiện này chưa hợp lý, chỉ khiến lòng tham của những người thiếu ý thức tăng thêm, còn những người khó khăn thật sự thì không nhận được quà. Nhiều comment trên cộng đồng mạng đã bình luận như bạn Giao Kim Chinh bình luận: thật buồn cho những cảnh như thế này, giữa lúc dịch bệnh mọi người đang giúp đỡ chia sẻ cho những người khó khăn, thì lại có những người tham lam đến mức đánh mất cả lương tri. Bạn Phượng Vũ thì nêu ý kiến: không hiểu sao lại có những con người tham lam quá vậy, nếu thực sự khó khăn cũng chỉ nên lấy một phần thôi, còn dành cho người khác nữa chứ. Mỗi điểm phát quà cần có một người đứng chia, tránh tình trạng như thế này. Bạn Lê Yến Ngọc thì bình luận: quan trọng là mỗi người khi lấy những phần quà đó có cắn rứt lương tâm hay không thôi. Chứ có những thể loại tham lam thì kể cả giàu có, họ vẫn cố lấy bằng được cho thỏa lòng tham. Bạn Hà Đỗ thì chia sẻ: thật đáng xấu hổ, tại sao xã hội vẫn còn tồn tại những người tham lam như thế này cơ chứ? Ý tưởng từ thiện là tốt, nhưng với nhiều người thiếu tự trọng như thế này thì mục đích giúp đỡ người nghèo e là không đạt được. Có lẽ cần xem xét lại cách thức thực hiện để việc từ thiện được hiệu quả và đúng người hơn. Bạn Hiệp Henry thì bình luận: nhìn những hình ảnh này quả thực cảm thấy phẫn nộ, lòng người tham lam khó đoán, nếu được chúng ta hãy trao tận tay có lẽ tốt hơn. Thưa, theo quý vị thì trong trường hợp này ý kiến quý vị như thế nào? Vietquad TV xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin này. Kính mời quý vị bấm subscribe, đăng ký kênh YouTube Vietquad TV để theo dõi các bản tin tiếp theo. Kính chúc quý vị mọi việc suôn sẻ và luôn lạc quan yêu đời. Xin trân trọng, kính chào.